lạy mẹ Maria. Khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài gì? Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2021 và cũng là chương trình lần thứ 1039 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Hai bài viết nói về Thánh Giuse, bài viết về Thiên Thần Bản Mệnh, suy niệm chay tịnh những ước muốn và câu chuyện gỗ mun bằng ngà voi. Xin kính mời quý vị theo dõi. Lời nguyện tạ ơn. Lạy Chúa Cha, tất cả chúng con là loài thụ tạo đều cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Chúa là công lý, tình yêu và lòng thương xót bao la. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con tất cả mọi sự và mọi ngành. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, con của Chúa Cha. Vì qua thánh giá, Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì giáo hội là nguồn cứu độ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì các thánh tử đạo và các thánh đã làm chứng cho con của Chúa là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, các chứng nhân của Chúa Giêsu là giang hiệp của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì những người thân yêu và bạn hữu của chúng con đã ra đi trước chúng con, và tình yêu của họ luôn gắn bó với chúng con mãi mãi. Chúng con cảm tạ Chúa vì có những người phối ngẫu thân yêu, và cùng nhau chúng con đi tìm Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con những người con cháu. Họ là những món quà quý giá đối với chúng con và đối với thế giới. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con những người thân yêu và bạn hữu. Qua họ, chúng con nhìn thấy sự phản ánh của Chúa Giêsu con Cha. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con có công ăn việc làm, nhà cửa và những gì mà chúng con đang làm chủ. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con những gì mà chúng con cần để chúng con đi tìm vương quốc của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con mọi thức ăn dư đầy. Chúng con cảm tạ Chúa qua danh Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Trường hợp hiện ra duy nhất của Thánh Giuse được giáo hội công nhận. Thánh cả Giuse đã nói chuyện với một người chăn chiên người Pháp vào năm 1660. Ở đó có một con suối và một đền thánh, nơi đã ghi lại các phép lạ và ơn thiêng. Vào năm 2021 này, nhân kỷ niệm 150 năm ngày chân phước Pio thứ 9 tuyên bố vị thánh bảo trợ của giáo hội, tưởng cũng nên nhắc lại một số can thiệp phi thường của vị hôn phu của Đức Mẹ Maria trong lịch sử giáo hội. Sự kiện này đã xảy ra cách đây 5 thế kỷ. Người chăn cừu khát nước tại làng Cô Ti Nhắc gần thành phố Toulon. Vào ngày 7 tháng 6 năm 1660, có một người tên là Rica Gaspar đang chăn cừu trên núi Bessilop cách làng 3 cây số, chăn thả đàn cừu của mình dưới cái nắng như lửa thiêu, làm cho anh ta khát nước. Lúc bấy giờ anh Rica Gaspar cầu xin Thánh Giuse, người mà anh hết mực sùng kính, và bỗng nhiên một người đàn ông cao lớn xuất hiện, chỉ tay vào tảng đá to và nói:
ta là Thánh Giuse đây, hãy lật tảng đá đó lên và anh có thể uống nước. Người chăn cừu nhìn vào tảng đá được Thánh Giuse chỉ cho, dù có đến 10 người cũng không thể nâng nổi nó. Tuy nhiên nghe lời Thánh Giuse nên anh Rica đã nhấc tảng đá lên dễ dàng và uống say sưa dòng nước tinh khiết mà chưa một ai đã từng được nhìn thấy. Đây là lần hiện ra duy nhất của Thánh Giuse trong giáo hội, và đây cũng là những lời duy nhất của Thánh Giuse, vì trong tin mừng thánh nhân hoàn toàn im lặng. Nhiều đoàn hành hương và rất đông các bệnh nhân kéo tới cô Ti nhắc. Hầu hết họ trở về nhà đều được chữa lành. Cạnh con suối của Thánh Giuse, nơi Ngài hiện ra, có một nhà nguyện nhỏ được dựng lên, và sau đó là một tu viện để trợ giúp các tín hữu tuôn về đó ngày càng đông. Thời kỳ cách mạng Pháp, nhà nguyện và tu viện rơi vào cảnh đổ nát và ở trong tình trạng như vậy trong nhiều năm. Ơn lành và phép lạ. Sau cuộc chiến, một cộng đoàn các nữ tu dòng biển Đức từ Algeria đến lập cư tại đây. Tu viện xưa được tân trang và nhà nguyện hoạt động lại thường xuyên với sự trợ giúp của khách hành hương, hướng về nơi Thánh Giuse đã nói chuyện để chỉ ra dòng suối kỳ diệu với dòng nước ngọt ngào và tươi mát. Ngày nay vẫn còn rất đông khách hành hương về nơi mà Thánh Giuse đã hiện ra, và vì dòng suối nhắc nhở đến dòng nước kỳ diệu ở Lộ Đức, nơi các ơn thánh ngày càng được nhân lên. Văn khố của dòng tận hiến cho Đức Mẹ, tức là Oblates of Mary, nơi chăm nom đền thánh, liệt kê rất nhiều phép lạ được cho là xuất phát từ dòng nước kỳ diệu ấy. Vương cung thánh đường lớn nhất thế giới dành riêng cho Thánh Giuse. Nếu cô Ti nhắc là vị trí biểu trưng cho sự hiện ra của Thánh Giuse, thì có một nơi khác tôn vinh quyền năng của vị thánh này. Thánh André Besset khuyến khích lòng sùng kính thánh cả Giuse. Với những người đã được chữa lành, Ngài nói: "Chính Thánh Giuse làm phép lạ, không phải tôi chỉ là con chó nhỏ của thánh nhân." Tên tuổi của Thánh André Besset gắn liền với Oratoa, một vương cung thánh đường lớn nhất thế giới dành riêng cho Thánh Giuse ở Montreal, Canada. Mỗi năm có ít nhất 2 triệu du khách bước lên tòa nhà này để được nghe tiếng gọi thiêng liêng giữa những bức tường thánh và để khám phá diện mạo của đấng sáng lập, người gác đền thờ đơn sơ của Học viện Notre Dame, một nhà nguyện nhỏ được khởi công xây dựng vào năm 1904. Vào năm 1917, nhà thờ thực sự được xây dựng với một tầng hầm có sức chứa lên đến 1.000 chỗ ngồi. Để làm được điều đó, Ngài đã gây quỹ trong nhiều năm và thậm chí bán cả tóc của mình cho các sinh viên. Vương cung thánh đường trên được xây dựng vào năm 1955 và hoàn thành vào năm 1967 với sức chứa 3.000 chỗ ngồi và 10.000 chỗ đứng. Bên trong dài 105 mét, rộng 65 mét và cao 60 mét, chiều cao tính từ chân đến đỉnh thánh giá là 97 mét. Vào ngày con chó nhỏ của Thánh Giuse yên nghỉ, hàng triệu người đã bày tỏ lòng kính mến bằng cách diễu hành quanh quan tài của Ngài cả ngày lẫn đêm. Qua cuộc đời và những lời khuyên đầy khiêm tốn của mình, Thánh André Besset đã trình bày cho toàn thế giới thấy được sự tốt lành và sức mạnh của lời cầu bầu của Thánh cả Giuse. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Tại sao nên sùng kính Thánh cả Giuse. Thánh nữ Teresa Avila nguyên là một nữ tu dòng kín Cát Minh. Ngài có lòng sùng kính Thánh Giuse một cách đặc biệt, và Ngài cho biết rằng Thánh Giuse không bao giờ từ chối điều gì mà Ngài cầu xin vào ngày lễ kính thánh nhân là 19 tháng 3 hàng năm. Không lâu sau, khi được tuyên khấn trở thành một nữ tu dòng kín Cát Minh, Thánh Teresa bị mắc một chứng bệnh lạ. Khi bệnh trở nên nặng, thánh nữ rơi vào tình trạng hôn mê trong suốt 4 ngày. Mọi người đã nghĩ rằng Thánh Teresa sẽ không qua khỏi. Sau khi tỉnh lại, thánh nữ bị liệt và phải nằm trên giường suốt 3 năm. Nhưng khi Ngài cầu nguyện cùng Thánh Giuse,
thì được chữa khỏi chứng bệnh mãn tính. Thánh Teresa không bao giờ quên ân huệ này. Ngài đã luôn kêu gọi mọi người để ý đến quyền năng khẩn cầu đặc biệt của Thánh Giuse. Theo Thánh Teresa Avila, Chúa Giêsu đã vâng lời Thánh Giuse khi còn ở dưới thế, trong mái nhà Nazareth, và giờ đây ở trên thiên quốc, Chúa vẫn lắng nghe những điều Thánh Giuse yêu cầu. Giáo hội cũng mời gọi các tín hữu tôn kính Thánh Giuse, đặc biệt là chạy đến cùng Thánh cả trong những cơn nguy nan khốn khó. Sau đây là 10 lý do mà các thánh giải thích sự cần thiết phải sùng kính Thánh cả Giuse. Thứ nhất, Thánh Giuse là một vị thánh. Thánh Gregorio Nazarian nói: Chúa đã làm cho Thánh Giuse trở nên rạng ngời như được chiếu tỏa bởi ánh mặt trời, với tất cả ánh sáng và sự rực rỡ mà các thánh sở hữu. Thứ hai, Thánh Giuse vâng theo kế hoạch của Thiên Chúa. Thánh Bernardo thành Clavo nói: Thánh Giuse được chọn giữa mọi người để là người bảo vệ và canh giữ Đức Trinh Nữ, Mẹ Thiên Chúa, người bảo vệ và là cha nuôi của Con Chúa, và là người cộng tác duy nhất trên trái đất, và người tin tưởng vào sự bí mật của Chúa trong công trình cứu chuộc nhân loại. Thứ ba, Thánh Giuse có thể giúp chúng ta mọi điều. Thánh Thomas Aquino nói: Một số vị thánh được đặc ân gia tăng sự bảo trợ của các ngài đối với chúng ta khi ban cho chúng ta những ơn đặc biệt trong một số trường hợp khi chúng ta cần. Nhưng Thánh cả Giuse có quyền trợ giúp chúng ta trong mọi lúc, mọi sự cần thiết và mọi công việc. Thứ bốn, Thánh Giuse giúp đỡ chúng ta cách đặc biệt trong việc sống các nhân đức. Thánh Teresa Avila cũng nói: Ước rằng tôi có thể thuyết phục mọi người sùng kính vị thánh vinh hiển này, vì tôi biết bởi kinh nghiệm lâu dài của mình những ân phúc nào ngài có thể xin Chúa cho chúng ta. Tôi chưa bao giờ biết bất cứ ai thật sự sùng kính ngài và vinh danh ngài cách đặc biệt mà không tiến triển trên đàng nhân đức, vì ngài giúp cách đặc biệt cho các linh hồn phó thác vào ngài. Thứ năm, chúng ta đang chết. Thánh Alphonso nói: Vì tất cả chúng ta phải chết, chúng ta nên trân trọng lòng tôn sùng đặc biệt với Thánh Giuse để ngài xin cho chúng ta được ơn chết lành. Vì nhiều lý do, mọi Kitô hữu xem Thánh Giuse như đấng bầu cử cho người đang hấp hối. Trước hết vì Chúa Giêsu yêu thánh nhân không chỉ như người bạn nhưng như người cha, và do đó thánh nhân là đấng trung gian hữu hiệu hơn mọi thánh khác. Sau là Thánh Giuse có quyền năng đặc biệt chống lại ma quỷ, những kẻ cám dỗ chúng ta gấp đôi khi chúng ta hấp hối, và cuối cùng sự trợ giúp mà Chúa Giêsu và Mẹ Maria dành cho Thánh Giuse giúp cho thánh nhân có quyền bảo đảm cho các tôi tớ ngài chết một cách thánh thiện và bình an. Do đó nếu chúng ta cầu khẩn thánh nhân vào giờ hấp hối thì ngài sẽ không chỉ giúp chúng ta, nhưng sẽ giúp chúng ta nhận được sự trợ giúp của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Thứ sáu, Thánh Giuse bảo vệ kẻ trong sạch và yếu đuối. Thánh Teresa hài đồng Giêsu nói: Mỗi ngày tôi cầu nguyện với lời kinh bắt đầu như thế này: Thánh Giuse là cha và là đấng bảo vệ các trinh nữ. Vì vậy tôi cảm thấy tôi được bảo vệ và hoàn toàn an toàn trước các hiểm nguy. Thứ bảy, ngài dạy chúng ta sống như Kitô hữu. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị viết: Thánh Giuse kiên trì trong sứ mạng với lòng trung thành và tình yêu, cho nên giáo hội giới thiệu thánh nhân với chúng ta như gương mẫu tuyệt vời trong việc phục vụ Chúa Kitô và với kế hoạch cứu độ mầu nhiệm của Chúa, và giáo hội cầu khẩn ngài như quan thầy và đấng bảo trợ đặc biệt của toàn thể gia đình các tín hữu. Một cách đặc biệt, Thánh Giuse được giới thiệu với chúng ta như vị thánh mà Chúa muốn trao phó cho sự bảo vệ quyền năng của ngài những người và sứ vụ của những ai được gọi là cha và người bảo vệ giữa các Kitô hữu.
Linh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Thiên Thần Bản Mệnh. Thiên Thần Bản Mệnh trợ giúp chắc chắn sẽ được trợ giúp. Trái lại, nếu con người tự chọn điều ác và đi theo con đường xấu, thì Thiên Thần Bản Mệnh sẽ bất lực bó tay, không thể làm gì để giúp người ấy. Ngoài các thiên thần, chúng ta còn có sự trợ giúp của những người đã qua đời và đang được ở trên thiên đàng, đặc biệt là cha mẹ, bà con, anh em, bạn hữu của chúng ta. Như anh thấy đó, tôi đã già và bị tê liệt, cái chết thật gần kề. Tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng cùng lúc tràn đầy hy vọng. Tôi thường nhớ đến các bạn vô hình và tự nhủ, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ được biết đến các ngài, chuyện vãn với các ngài. Ý nghĩa này làm tôi sung sướng và khiến tôi thêm can đảm. Tôi biết các bạn vô hình đang chờ tôi và trợ giúp tôi. Nếu xuyên qua thiên phóng sự về hỏa ngục, về những vụ quỷ ám và về các buổi trừ quỷ, khiến cho những gì anh thấy, nghe và biết làm cho anh phải run sợ, thì anh nên thêm vào đó một khía cạnh siêu nhiên tích cực khác, đó là sự hiện hữu của các thiên thần. Sự hiểu biết về các thiên thần sẽ làm cho nỗi lo sợ về sức tàn phá của ma quỷ giảm đi. Ma quỷ là kẻ thù đáng khinh khiếp thật, nhưng nó là kẻ thù đã bị chính Đức Chúa Giêsu Kitô đánh bại, quật ngã rồi. Ngài chiến thắng ma quỷ cho cả chúng ta nữa. Bấy giờ có giao chiến trên trời, thiên thần Mikae và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Khi con mãng xà thấy mình đã bị tống xuống đất, nó liền đuổi bắt người phụ nữ đã sinh con trai. Bà được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc, vào nơi dành cho bà. Tại đó bà được nuôi dưỡng một thời, hai thời và nửa thời ở xa con rắn. Từ miệng con rắn phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông để cuốn bà đi, nhưng đất cứu giúp bà. Đất há miệng ra uống cạn dòng sông từ miệng con mãng xà phun ra. Con mãng xà nổi giận với người phụ nữ và đi giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu Kitô. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Chay Tịnh Những Ước Muốn. Chuyện kể rằng có một vị thiền sư đi ngao du thiên hạ, khi đến một vùng núi nọ thì bị ốm nặng. Ông được một bà quá là chủ quán trà đưa về nhà chăm sóc. Mặc dù không biết tung tích của vị thiền sư, quán lại nghèo, thưa thớt khách và không có tiền, nhưng người phụ nữ vẫn tận tình chăm sóc và cứu chữa cho vị sư. Hơn 3 tháng ròng vị sư mới bình phục. Trong thời gian ở đây, ông hiểu được niềm mong ước duy nhất của bà quá này là có đủ nước để pha trà bán và cho mọi sinh hoạt cá nhân, vì hàng ngày bà phải đi một quãng đường rất xa để xách nước, rất vất vả và nặng nhọc. Cảm động trước ân tình và hoàn cảnh của bà chủ quán, trước khi rời đi, vị thiền sư đã dành 1 tuần liền để đào một cái giếng cạnh quán cho bà quá tiện dùng nước, không phải ra tận suối gánh nước nữa. Từ khi có giếng nước mà vị thiền sư đã đào, bà quá không còn phải vất vả đi gánh nước nữa. Đặc biệt, từ khi dùng nước từ giếng đó để pha trà bán, trà của bà lại có mùi thơm thật đặc biệt, và vị của trà cũng rất ngon, ai uống một lần cũng phải quay lại. Tiếng lành đồn xa, khách thập phương đến quán trà của bà đông nườm nượp, và từ đó bà trở nên giàu có. Ít lâu sau, vị thiền sư có dịp ghé qua quán để thăm lại ân nhân của mình. Thấy cơ ngơi khang trang, ông rất mừng cho bà. Tuy nhiên, khi vị thiền sư hỏi về giếng nước, bà quá lại tỏ vẻ không hài lòng và than phiền rằng,
giếng nước này tốt lắm, có điều nước cạn liên tục, phải vài ngày mới lại đầy, nên tôi chẳng bao giờ có đủ để bán cho khách. Giá mà ông đào cho tôi cái giếng to và sâu hơn nữa thì tốt hơn. Vị thiền sư nghe xong lắc đầu nói, từ cái giếng người khác đã đào sẵn và nguồn nước trời cho, cuộc sống và công việc buôn bán của bà đã sung túc như vậy rồi mà bà vẫn không thấy hài lòng ư? Ông viết lên tường một câu, trời đất bao la nhưng lòng tham của con người còn mênh mông hơn thế, rồi lặng lặng ra đi, không bao giờ quay trở lại quán trà nữa. Cổ nhân có nói rằng, đời người là hữu hạn, nhưng lòng tham của con người là vô hạn. Thật vậy, cuộc đời của mỗi người dù có được bao năm cũng sẽ kết thúc, nhưng bao lâu còn sống trên đời này, người ta vẫn không ngừng nung nấu trong tâm trí mình những ước muốn và khát vọng càng ngày càng xa hơn và mãnh liệt hơn. Bà quá nghèo trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe, ban đầu chỉ có một ước muốn là có đủ nước để dùng và không phải vất vả mang gánh từ nơi xa. Nhưng sau đó, khi đã có đủ nước dùng và cuộc sống đã được cải thiện hơn trước, bà lại muốn có được nhiều nước hơn để khoách trương công việc làm ăn của mình. Điều đó khiến bà trở nên một người vô ơn đối với người đã làm ơn cho mình. Như một con dao hai lưỡi, những ước muốn hướng về chân thiện mỹ, khi được gia tăng dần về mức độ và cường độ, là yếu tố tích cực và hữu ích giúp con người được thăng tiến hơn và xã hội phát triển hơn về nhiều mặt. Nhưng những ước muốn không hướng về sự tốt lành sẽ khiến con người cứ loay hoay và vùng vẫy trong những tham vọng không có lối thoát của mình. Trong buổi tiếp kiến vào ngày thứ tư lễ tro, ngày 26 tháng 2 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi chúng ta qua những người đang hiện diện ở đó, hãy nhìn vào cuộc sống của mình để thấy có bao nhiêu điều vô ích xung quanh và nhận ra được thực tế là chúng ta đang theo đuổi hàng ngàn sự vật có vẻ cần thiết, nhưng thực tế chúng lại không cần thiết. Đáp lại lời vị cha chung của giáo hội đã mời gọi, chúng ta hãy bước đi trong mùa chay này với quyết tâm thực hiện sự chay tịnh những ước muốn của mình bằng cách chân thành nhìn lại những niềm ước ao đang nung nấu tâm hồn mình để loại bỏ những mong ước có tính thế tục, vị kỷ, nhưng gia tăng những ước muốn thực hiện điều lành hầu đem lại lợi ích thiêng liêng cho chúng ta và tha nhân. Lạy Chúa, xin gạn đục những mong ước bất chính, khiến chúng con trở nên những con người bất trung với Chúa và bất nghĩa với anh chị em đồng loại, nhưng khơi trong những niềm mong ước được sống tốt, sống lành và sống thiện nơi chúng con. Nhờ đó tâm trí và cuộc sống của chúng con được thanh lọc và chúng con được trở nên con người mới sau mùa chay thánh này. Amen. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Gỗ Mun và Ngà Voi. Hết thảy chúng ta đều là những thiên thần một cánh và chúng ta chỉ bay được khi ôm chặt lấy nhau. Mùa xuân năm 1983, bà Margaret Patrick, một phụ nữ da đen, tới trung tâm người già cô đơn ở South East để theo tập chương trình vật lý trị liệu. Khi được giám đốc dẫn đi thăm cơ sở vật chất, bà Margaret bỗng sững lại, nhìn trân trân vào cây đàn piano trong góc phòng. Bắt gặp ánh mắt ấy, bà giám đốc hỏi, có điều gì không ổn với bà không? Dạ không, bà Margaret đáp khẽ, chỉ vì trước khi bị đột quỵ, âm nhạc đã là lẽ sống của đời tôi. Rồi người cựu nghệ sĩ dương cầm ấy tư lự kể về những khoảnh khắc thăng hoa trong sự nghiệp của mình. Nhìn bàn tay bà Margaret buông thõng, giám đốc đột nhiên bảo bà hãy ngồi đợi một chút xíu. Một lát sau, bà quay lại với một phụ nữ thấp bé, tay chống gậy, tóc bạc trắng, đeo kính dày cộm. Đó là bà Ruth Eisenberg, cũng từng chơi đàn piano và từng đoạn tuyệt âm nhạc sau cơn đột quỵ. Hơn nữa, cũng giống như bà Margaret, bà Ruth cũng là bà ngoại, bà quá
và cũng từng bị mất con. Điều khác biệt giữa họ là mỗi người đều còn lại một bàn tay khỏe mạnh. Bà Ruth còn tay phải và bà Margaret tay trái. Tôi có cảm giác là hai bà sẽ làm nên điều kỳ diệu. Đó là lời của bà giám đốc động viên. Bà có biết bản Vance của Chopin không? Bà Ruth hỏi. Bà Margaret gật đầu. Thế rồi cả hai sát cánh trên chiếc ghế dài, một bàn tay da đen với những ngón dài gầy guộc và một bàn tay da trắng ngắn ngủi tròn trịa lướt thoăn thoắt trên phím đàn. Họ đắm chìm trong thế giới của riêng mình, quên bẵng đi sự hiện diện của những người xung quanh. Kể từ đó họ như hình với bóng, mang tiếng đàn du dương tới hàng triệu khán thính giả. Trên màn ảnh nhỏ, tại nhà thờ, trường học, trung tâm phục hồi chức năng, viện dưỡng lão, vân vân, công chúng luôn ngẩn ngơ trước hình ảnh bàn tay vô dụng của bà Margaret quàng sau lưng bà Ruth, và bàn tay yếu đuối của bà Ruth lặng lẽ đặt lên đùi bà Margaret. Thường thì bàn tay khỏe mạnh của bà Ruth đi nốt, còn bàn tay lành lặn của bà Margaret thì đánh đệm theo. Dạo đầu là Chopin, Bach, rồi đến Beethoven, nhịp nhàng hơn cả trong mơ. Bà Margaret sung sướng bảo, âm nhạc của tôi bị cướp đi, nhưng bù lại tôi có Ruth. Bà Ruth im lặng, khóe mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Đó là câu chuyện về hai người phụ nữ. Bây giờ họ tự gọi mình là Ivory và Ivory, tức là gỗ mun và ngà voi, hai vật liệu làm nên chiếc đàn piano. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant. Lời nguyện xin Chúa chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa về những ơn mà Chúa đã ban cho con. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi mà con đã phạm. Xin Chúa hãy làm Chúa của cuộc đời con. Xin Chúa ban cho con một trái tim thanh sạch và một thần khí công chính trong linh hồn con. Xin Chúa canh tân tâm trí con. Xin Chúa chữa lành con khỏi mọi niềm đau trong quá khứ. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa và rất cần Chúa. Xin Chúa bao phủ con, gia đình con, bạn hữu con và các chương trình làm việc của con. Với máu thánh cực châu báu của Ngài, xin Chúa ban cho con những ước mơ của Chúa. Xin Chúa chúc phúc và bảo vệ từng người chúng con. Xin Chúa bảo vệ những ai đang tìm kiếm Chúa, cần Chúa và tin Chúa. Amen. Lời nguyện tạ ơn Chúa. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã trao ban. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chối từ. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã lấy đi. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã cho phép. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã bảo vệ con. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã tha thứ cho con. Tạ ơn Cha vì những gì Ngài đã chuẩn bị cho con. Tạ ơn Cha vì cái chết Ngài đã chọn sẵn cho con. Tạ ơn Cha vì một nơi Ngài đã dành sẵn cho con trên thiên quốc. Tạ ơn Cha vì đã sáng tạo nên con để yêu Cha mãi mãi. Và con xin tạ ơn Cha vì tất cả mọi sự. Amen. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.